Thưa quý vị, khi một doanh nghiệp nhà nước để xảy ra những vấn đề nghiêm trọng trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh thì người giám sát thanh kiểm tra những vấn đề đó chính là các bộ ngành quản lý. Nhưng trong vai trò là đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc xử lý vụ việc của các bộ chẳng khác nào vừa đa bóng vừa thổi còi và là một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng hoạt động kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Chủ trương của phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian vừa qua cũng chính là để giải quyết thực trạng này. Thế nhưng không phải dễ để những nhân danh đại diện phần vốn nhà nước từ bỏ quyền với những tài sản lớn. Cách đây 2 tháng, một người trộn bê tông thuê đã phát hiện một hành vi gian dối trong thi công xây dựng móng cột điện cao thế đường dây 220 kV Trực Ninh tại xã Đại An, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Những hình ảnh do anh cung cấp đã gây chấn động dư luận, khiến nhà thầu buộc phải tiến hành kiểm định chất lượng công trình. Nhưng việc mẫu kiểm định chỉ được đơn vị kiểm định lấy ở phần trụ thay vì phần đế bị phát hiện gian dối đã khiến sự thật về chất lượng công trình vẫn được bao phủ bởi phần mặt nước này vì họ đưa toàn cát đá vào đất để đổ vào đấy thì tôi đứng tôi quay được thì ở phía dưới là chúng tôi phản ánh là phản ánh ở dưới cái đế này dưới lòng đế này chứ không phải là phản ánh bốn cái đầu cột và cho đến thời điểm này chúng tôi cũng rất tự hào là bốn cái đầu cột đã không được cột điện thường được sử dụng trong tranh cổ động như là một trong những biểu tượng của phát triển kinh tế của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhưng khi có móng cột bị phát hiện đất trộn bê tông khi có chiếc cột 500 kV bị đổ trong một chiều mưa gió bên cạnh những cây chuối vững vàng thì người nghệ sĩ vẽ tranh cổ động biết vẽ gì. Cách đây hơn 3 tháng, Bộ Công Thương đã đôi lần cho biết việc thành lập đoàn thanh tra những vụ việc này nhưng đến nay kết quả vẫn chưa được công bố. Cột điện thuộc về Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà tập đoàn này lại do Bộ Công Thương đại diện phần vốn chủ sở hữu nên cũng dễ hiểu khi việc thanh kiểm tra được tiến hành từ từ. Đấy là chưa nói đến nội dung kết luận sẽ được công bố. cơ chế của doanh nghiệp nhà nước ấy, thì nó không phải là riêng một cá nhân giám đốc hay chủ tịch mà nó là một cái tập thể những người đại diện vốn của nhà nước của cái cơ quan chủ quản rồi của cấp ủy của rất nhiều người tham gia. Đâm ra khi xảy ra một cái sự việc cụ thể thì người ta bắt đầu mới lại đùn đẩy bắt đầu lần lại cái đầu mối trách nhiệm ấy, thì rất nhiều trường hợp là thấy không biết trách nhiệm của ai cả. Với những dự án như PV Tech Hải Phòng, Đạm Ninh Bình gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đang gây lãng phí hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước cũng như lãng phí thời gian vàng để phát triển kinh tế đất nước cũng đang ở trong tình cảnh tương tự trước cột điện đổ bởi giữa tập đoàn dầu khí, tập đoàn hóa chất, tổng cung thi thép Việt Nam và Bộ Công Thương không tách bạch được hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Nếu không được tách bạch thì tương tự việc kiểm định phần móng cột bê tông trộn đất. Đơn vị kiểm định, một thành viên của nhà thầu chỉ lấy mẫu ở phần trụ trên nơi nhìn thấy được còn phần đế chẳng thèm đói hoài và mặt nước sẽ bao phủ toàn bộ sự thật và sẽ thật là khó mà thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước